Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại nhà tù Hỏa Lò. Đây là một di tích đi cùng đất nước qua thăng trầm của nhiều cuộc chiến tranh. Và cũng chính vì vậy thì đây là một điểm đến yêu thích không chỉ của du khách quốc tế mà của rất nhiều người dân Việt Nam trong những ngày này. Và công tác chuẩn bị để đón du khách cũng đang được thực hiện chu đáo nhất có thể. Những trạm sạc điện thoại, những băng ghế kê thêm để khách tham quan có chỗ nghỉ chân. Tất cả đã sẵn sàng từ sớm để đón lượng khách tăng thêm trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Dự kiến là gấp đôi so với ngày thường. Để đảm bảo tốt nhất công tác phục vụ khách tham quan thì di tích có bố trí thêm những hệ thống quạt mát tại các khu vực bán vé cũng như là tại khu vực ngoài trời, có bố trí thêm cả ô cũng như là ghế nghỉ cho du khách, bổ sung thêm hệ thống cabin vệ sinh đấy ạ, để cho có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu phục vụ khách tham quan. Trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì sẽ có các bạn trẻ sẽ đến tham quan di tích để tìm hiểu lịch sử, có các khách tham quan sẽ từ các tỉnh khác đến với Hà Nội, và nhà tù Hỏa Lò thì cũng hy vọng sẽ là một trong những điểm đến mà không thể bỏ qua của du khách khi đến với thủ đô ạ. Đến buổi tối, thành phố thêm lung linh sắc màu. Lễ ban chữ thánh hiền tại khu vực tháp bút, nghi thức đón linh khí của trời đất tại cầu Thế Húc, hay truyền thuyết Lê Lợi trả gươm, sân khấu thực cảnh, mỹ thuật sắp đặt, hiệu ứng âm thanh kết hợp cùng với công nghệ trình chiếu 3D hiện đại đã làm nên nét đặc sắc, cuốn hút của tour trải nghiệm Ngọc Sơn đêm huyền bí. Thủ đô chúng ta đã chứa đựng một cái khối lượng di sản vô cùng phong phú, cả vật thể và cả phi vật thể. Chúng tôi muốn làm sống lại những cái di tích đó, sáng tạo chính trên những cái câu chuyện lịch sử đó, đem lại cho cái cảm thụ văn hóa của mỗi người dân, đặc biệt là các cái thế hệ trẻ, đấy, cái lòng yêu nước, truyền tải một cái thông điệp về di sản đến với du khách, đến với mọi người dân trong nước và quốc tế. Cứ nghĩ thủ đô những ngày nghỉ lễ dài sẽ vắng lặng, thế nhưng phố phường vẫn tấp nập, những con đường vẫn rộn rã bước chân người. Dường như niềm vui chiến thắng của gần 50 năm về trước vẫn còn lan tỏa trong từng nụ cười, ánh mắt của những con người hiện tại. Nghỉ lễ, nếu bạn không đi chơi xa, thì Hà Nội vẫn ở quanh ta.